con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Cha ơi, con nhớ cha, con nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết xeo ca, cha là núi đứng lại và nhớ, dõi theo con với cả cuối tình nồng. Như dòng lệ thấm xuống đại dương, cha ơi con khóc cha. Cha ơi con nhớ cha nhiều lắm, cha ơi, cha ơi. Phật nói kinh Vô Lan Bồn, ai con từng nghe lời tạng như vậy. Một thuở nọ Thế Tôn an trụ ấy xa về thành Kỳ Thủ Viên Trung, mộng liên mới đặng lòng thông. Trầm luân công dưỡng dục thâm ân dốc trái nghĩa sinh thành đạo cả mong đền. Làm con yêu hành vi tiên bèn dùng huệ nhãn dưới trên kim tầm, thấy vòng mẫu sanh làm ngã quỷ, không uống ăn tiều tùy hình hài. Mùng liên thấy vậy bi ai biết mẹ đôi khác ai hoài tình thâm. Lo phẩm vẫn đem dân từ mẫu ấy đặng đỡ lòng cứng khổ bấy lâu, ai thấy con mẹ rất lo âu, ai tay tả che đầy hữu hậu bóng ăn. Lòng bọn sáng tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà. Cơm đưa chưa tới miệng đà, hóa thành than lửa nuốt mà đằng đâu. Thấy như vậy âu sầu thấy thảm mây mộng kiền ly. Tờ khâm niệm nhập quan với phong tục người Việt Nam ta, đây là giờ phút có ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng, bởi đây là khoảnh khắc người thân bước sang một thế giới mới xa cách hoàn toàn
của vũ trụ thần linh. Để rồi một mai, khi cốt người thân sẽ hóa về nơi cát bụi hoang sơ. Chính vì vậy mà lúc này ai cũng muốn có mặt để được nhìn dung mạo thân thương của người cha, người anh em, chú bác của mình lần cuối. Để rồi ngày mai, ngày kia, mãi mãi chia xa. Vậy còn đâu gặp lại dáng người ngày xưa, quặn đau lòng những tái tê. Cảnh sao hoang vắng đường xưa u sầu. Cha ơi cha vội đi đâu, để con chưa nói hết câu dã từ. Cha đã mất thật rồi ư, bàng hoàng đau buốt như từ chiên băng. Sông sâu vực thẳm trời cao, hồn cha đang ở nơi nào cha ơi. Khóc than dẫu động đất trời, cũng không thấu đạt lòng người biệt ly. Từ đây cha mãi ra đi, cháu con còn biết lấy gì đền ơn. Đớn đau chìm giữa khói hương, tái tê nức nở, sầu thương khóc người. Ví như cây có gốc mới nảy ngành xanh ngọt, nước có nguồn với bể cả sông sâu. Người ta nguồn gốc ở đâu, đó là nguồn cội tổ tiên sinh thành. Để thực hiện đạo hiếu uống nước nhớ nguồn, theo lễ thống vu tôn đặt hàng tang chế. Cho con, cho cháu, cho chắc lên khăn áo, chịu tang cụ kể từ giờ phút này. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Trọng Thanh, đại diện cho dòng tộc Hà Nội, lên thắp tuần nhang đầu tiên để thiết lập linh sàng. Mời cụ về ứng ngự lô nhang, chứng kiến con cháu lên khăn lên áo để chịu tang. Xin trân trọng kính mời ông. Vừa rồi, ông Nguyễn Trọng Thanh đã đại diện cho dòng tộc Hà Nội thắp tuần nhang đầu tiên để thiết lập linh sàng đã xong rồi. Bây giờ đến chương trình làm lễ phát tang. Xin trân trọng kính mời anh em con cháu của cụ, ai là những người chịu tang cụ từ 3 tháng đến 3 năm, đang làm bất cứ một công việc gì, hãy dừng tay trở vào trong nhà, đứng hai bên linh cữu tả nam hữu nữ, để ông con ban nhạc hiếu kết hợp với dòng tộc Hà Nội làm lễ phát tang. Lễ phát tang được bắt đầu. Xin kính mời ông Nguyễn Trọng Thanh, đại diện cho dòng tộc, lên phát khăn áo cho con cháu. Khi con cháu và thân nhân trong gia tộc lần lượt nhận lấy từng tấm khăn tang màu trắng màu vàng, người đeo tang
là đội tình ân nghĩa. Tình là tình ruột thà máu thịt, ân là ân đức của bề trên. Nghĩa là nghĩa cháu con đạo hiếu phải làm tròn. Những tấm khăn tang còn treo trên bàn thờ hay phủ bên linh cữu, đó là khăn tang của những người con, người cháu ở xa chưa kịp về chịu tang. Đúng là nghĩa tình đồng đội thiết tha, quê hương tình nghĩa đậm đà thủy chung. Nguyện văn miền, nguyện văn
văn ni toàn na nguyện na văn ni bồ nguyện na thế chân na ngoại tôn na lê xuân na hoàng na lê thế ngọc ma hà lê thế ngọc ma huyền na lê văn ni quang nguyện na bình minh ôn ni tôn na nguyện na thế huệ ma phạm ma thế thu huyền đạo thế mai thế tôn na ngô quang ni bình ni chất nội tôn na nguyện na mạnh ni quang ma nguyện ni ngọc kim anh nguyện mình bố nguyện mạnh tu chất ngoại tôn lê nghị xuân yêu ngô quan hương học hòa đồng hòa nội ngoại nam nữ tử tôn tương môn quyến tòng chiến kỳ chi cháu con thịnh vượng muôn năm thuận hoa đời phú quý vinh hoa nối mãi nếp cờ kêu hoa anh thay gia phong quê dài quê biểu đại diện cho các gia đình thông gia liên gia cùng thân nhân gia đình nhà Hiếu, đồng chí Nguyễn Viết Chân sinh năm 1937, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hội viên Hội người cao tuổi, hội viên Hội cựu chiến binh Việt Nam chi hội 13 xã Yên Đồng, huyện Yên, tỉnh Nam Định. Trong thời gian vừa qua không may đồng chí đã bị lâm bệnh nặng. Mặc dù đã được các con cháu trong gia đình, anh em họ tộc cùng các tập thể thầy thuốc y bác sĩ tận tình chăm sóc cứu chữa, nhưng vì căn bệnh quá hiểm nghèo, cụ đã không qua khỏi và tạ thế vào hồi 8:05 ngày 23 tháng 4 năm 2020, tức là ngày 1 tháng 4 năm Canh Tý, cụ hưởng thọ 84 tuổi. Hôm nay với nghĩa tình số nạn, các quý vị đại biểu về đây để cùng nhau dự buổi kính viếng tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Đại diện ban tổ chức lễ tang, tôi xin trịnh trọng tuyên bố buổi lễ viếng tiễn đưa đồng chí Nguyễn Viết Chân về nơi an nghỉ cuối cùng bắt đầu. Xin trân trọng giới thiệu và xin mời đoàn đại biểu đại diện cho dòng họ Nguyễn tộc vào dâng hương để kính viếng hương hồn cụ. Do Nguyễn Chu Du làm trưởng đoàn, xin trân trọng kính mời đoàn. Xin đoàn dành 1 phút
niệm, phút mặt niệm bắt đầu. Giới thiệu và kính mời phái tộc Hòa Nguyễn do ông Nguyễn Trọng Thanh, Quốc Thanh Sơn làm trưởng đoàn vào dâng hương để kính viếng hương hồn cụ. Xin trân trọng kính mời đoàn. Từ lúc sinh thời cho đến tuổi cao, ông sống giản dị chân tình, công tác xã hội, việc gia đình, ông đều chăm lo hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Ông biết quan tâm đến mọi người, nên ông được nhiều người yêu, tin và kính trọng. Trong gia đình, ông là người cha mẫu mực, sống trọn đời với người vợ hiền thủy chung son sắt. Đối với con cháu xa gần, gái trai dâu rể, bình đẳng nên gia đình hòa thuận nền nếp. Đúng là cha mẹ cần mẫn thật thà, nên con cháu cũng nết na chuyên cần. Tình thân xa cũng nên gần, đức nhân có phúc có phần về sau. Được tin ông 250 quy tòng tiên tổ, bà con lối xóm nghĩa khách gần xa đã không quản trăm công nghìn việc, không quản đường xá xa xôi, đã dành thì giờ công sức đáng kể về thăm viếng và chia sẻ nỗi đau buồn cùng tăng quyến. Thank you.
như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Năm trôi qua, tháng trôi qua, biết bao kỷ niệm mẹ cha. Sáng vẫn còn nguyên vẹn cha ơi, còn như sống lại một đi thời âu thơ. Nay nhớ về đất tổ quê hương, nhớ ngày loạn lạc tha phương đó, gieo neo ý à ý à. Nay nhớ thời tung ấy bấn gieo neo, làm con chưa thấu hết đi điều làm con. Khi lúc cô đơn đi, để tủi lòng mẹ, để buồn cho cha. Chúng con vẫn như thuở nào nhớ mãi nằm chơi trong chiếc võng cùng cha, nghe lời ấm áp của cha, tình thương của mẹ dạt dào bên tai. Này các con cháu chất của cha, cũng được vâng lời cha ru. Con còn nhớ lúc cha mạnh khỏe, gia đình ta su. Kính thưa các quý đại biểu quý khách, kính thưa hương hồn ông Nguyễn Đức Nhân và bà con gia đình hiếu tổ. Thưa mời, trời sang tiết mùa hè oi nắng, bỗng đất bằng nổi sóng chia ly, vĩnh biệt trần thế ra đi, cung đàn ai oán lâm ly cảnh sầu. Tình dòng tộc ông đâu có biết, nghĩa anh em vĩnh biệt sao đành. Sinh thời có đạo
nhân quyền tự do. Cả cuộc đời sống cùng quân ngũ, mặt trận nào cũng có tên ông. Đánh Mỹ diệt Ngụy thành công, trở về trọng nghĩa với non sông huy hoàng. Tất cả vì đàn con đàn cháu, ông bà vui, con cháu trưởng thành. Miền Nam, miền Bắc nêu danh, chúc mai khoe sắc đua tranh với đời. Lòng trung hiếu trọn đời vì nước, tấm huân chương tổ quốc ghi công. Ngọt bùi cay đắng đã từng, sướng vui đã trải, lạnh lùng đã qua. Và đã sớm đi xa mãi mãi, để mình ông cầm lái thuyền đời. Cựu binh mẫu mực mọi nơi, tuổi cao gương sáng, sáng ngời gia phong. Nay ông đã về nhà ngơi nghỉ, tính kiệm cần có chí làm nên. Quy quần đàn, quy quần con Thảo cháu Hiền, cũng mong hiếu nghĩa đáp đền trước sau. Ngày dỗ tổ cùng nhau hương khói, để duy trì lề lối tổ tông. Trăm năm dòng tộc nguyên dòng, nghìn năm mỹ tục thuần phong vững bền. Là viên gạch xây nền tộc Hà, đời kế đời nguồn gốc tồn lưu. Một thời ông sống thương yêu, máu hòa với máu, tình theo với tình. Nhờ đổi mới gia đình vui sướng, cùng cháu con được hưởng dài lâu. Ai ngờ con bệnh cơ bầu, cướp ông đi mất để sầu nhớ nhung. Nay ông đã trở thành thiên cổ, ông về theo tiên tổ ông ơi. Chia đi hai ngả đất trời, vắng người vắng bóng ông nơi tổ đường. Vòng tử sinh âm dương cách biệt, tình họ hàng luyến tiếc khô nguôi. Về đây họ ngoại chúng tôi, đau lòng nhìn chiếc lá rơi khỏi cành. Trước linh sàng lăng thành kính viếng, dân tuần hương còn nên viễn tan. Tình thân cốt ngọc họ hàng, ông đi để lại muôn vàn nhớ thương. Kính thư hương hồn ông Nguyễn Viết Chân, nhớ tính năm xưa rộn đất trời. Về quê tay bắt mặt mừng vui, lạc cùi đồng nội vui như Tết. Họ tộc thân thương dạ chẳng rời, thế mà ông vội lên trời ở, để lại bao người giọt lệ rơi. Ôi thương ơi là thương. Chân thành cảm ơn ông, và cũng để tỏ lòng tiếc thương trước linh tràng cụ, xin đoàn dành một phút quan niệm. Thôi. Họp đông vui trà thưởng, dặn dạy các con anh em đoàn kết thuận hòa bình. Máu của cha cùng mẹ chung khúc ruột, mẹ hiền sinh ra. Nay nhớ lời đạo lý của cha, anh em đâu dám bao giờ lãng quên.
tối cha thường kể chuyện chúng con ngồi im lặng lắng nghe dần dần cổ tích chuyện này nghe xong con lại vui cười với cha. Dành yêu thương tất cả cho con vì ai nên mới có mình mẹ cha vun đắp mới công trình suốt bao. Chảy ra một lòng mà tôn kính mẹ cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con à. Công cha như núi Thái Sơn nghĩa mẹ thank you.
sinh cư tử tán. Khi sống ở cõi trần, ông sống vui cùng gia đình con cháu. Nay ông mãn cảnh trần về nơi cõi thọ, tìm gặp các bậc gia tiên thuở trước, các con trai gái đâu để xin được lo phần hậu sự cho cha. Theo gia lễ gọi là một chút đáp đền công đức sinh thành của cha sơn hải cao thâm. Các con trai con gái cùng các con dâu con rể của ông, có lẽ các con chưa nghĩ đến công việc đại sự phải lo khi cha già về cõi. Vậy mà giờ đây các con đang phải đón nhận những tấm áo thụng khăn xô, tóc chế đầu tang, toàn da khăn trắng ngang đầu, sân nhà trắng toát một màu khăn tang. Nhận khăn áo dạ bàng hoàng, nghĩa ân cố phụ ngập tràn lòng con. Các con những mong ngày thêm rộng, tháng thêm dài, để một mai được phụng dưỡng đáp đền công sinh thành của cha cao sơn vời vợi. Các con đâu có ngờ đây lại sớm phải mang những vành khăn tang nặng thương nặng nhớ. Ôi than ôi gió thổi nhà thung mây u sầu về che cõi tử, dáng hình người một mai vắng vẻ. Các con trên đời đã mất một người cha, âm dương từ nay đôi ngả xa vời, mây phủ núi trông càng đau đớn nhé. Nhìn linh vị cha lòng con đau như cắt, như sát muối lòng trăm mối vò tơ. Cha ơi, chúng con đâu còn được gặp dáng cha như xưa, đau sẽ lòng con từ nay cội nam cảnh bắc, ngày chảy sáu khắc đêm vắng năm canh. Tưởng bóng cha kính yêu thoáng hiện ngoài mảnh, tưởng dáng cha hiền đã về qua màn hương khói. Hiền mai nắng rọi vào ngẩn da ngơ, hết đợi thôi chờ nắng hồng giá lạnh. Bùi ngùi ngắm cảnh tuôn rơi nước mắt đôi hàng. Ôi thương ôi, trách cao xanh sao khéo hẹp hòi, cơ một chút đời sao mau mắn nhé. Các con những mong ngày thêm rộng tháng thêm dài, để phụng dưỡng cha bỏ công ơn áo nặng cơm dày. Đồ thôi y đâu đã lạ lùng thay, càng cám cảnh khi đầu tang tóc chế. Ai xui nên nỗi này, nỡ để con dày nhớ mãi mong. Chúng con nhớ cha thuở trước, trong buổi xuân xanh, ơn mẹ cha đạo cả sinh thành. Đêm ngày dạy dỗ, đường ăn lối ở, việc cửa việc nhà, lại lo về nghi thất nghi gia. Cho sum họp chúc mai mấy đóa cương thường đạo cả, lòng những mong hiếu thảo đền ơn. Nết kiệm cần hằng giữ sớm hôm, may mới được ra đường cơ chỉ. Ba lo bảy nghĩ vất vả trăm bề, cho vẹn toàn đường nọ lối kia. Tuy khó nhọc chưa yên thỏa dạ, bỗng đâu gió cả bẻ gãy nhành mai, làm hoa lìa cây rụng cánh rơi rơi, làn én lìa đàn kêu xuân vỏ võ. Tưởng cha trường thọ dìu dắt cháu con khuyên nhủ nên người, ai ngờ trăng lặn sao rời hồn đã về Tây Trúc.
từ nay lấy ai chăm sóc ngõ cúc tường đào, từ nay quạnh bóng ra vào cõi nam cảnh bắc, ngày chày sáu khắc đêm vắng năm canh. Tưởng bóng ai thoáng hiện ngoài mành, tưởng dáng cha hiện về qua màn hương khói, hiện mai nắng rọi ra ngẩn vào ngơ, hết đợi thôi chờ nắng hồng giá lạnh. Ai hay số mệnh bùi ngùi cám cảnh, tuôn rơi nước mắt đầm đầm, nhớ nơi ăn chốn nghỉ buồn nằm, như cắt ruột sát lòng con nơi trần thế. Than như không, khóc kể như không, trông chẳng tỏ, đoái nhìn chẳng tỏ. Ôi thương ôi, hồn phách cha đi đâu, hình hài cha còn đó, mộc Nam Kha chưa tỉnh lúc tàn canh. Miền Tử Lý cha đã tìm nơi tĩnh thổ, ngậm ngùi chưa nói hết đôi đường. Bỗng chốc cha đã về thiên cổ, thảm thiết nhé trăm năm là mấy, cuộc đời người nào khác đám phù vân. Trách cao xanh sao làm chi cơ cực thế, sắp đến giờ chia ly, con càng nhớ tới cha ngày xưa. Ai xu lên nỗi này để phụ tử chia phôi. Thương nhớ ông cỏ cây xào xạc, cá xôn xao mặt nước chiều tà. Ông ơi, người cha muôn vàn kính yêu của chúng con ơi, dù có phải lên tận trời cao hay xuống cùng đáy biển để lấy thuốc cứu người sống lại, thì chúng con vẫn không ngần ngại hiểm nguy. Nhưng than ôi, sinh có hạn tử bất kỳ, trên đời này ai mà cưỡng được mệnh trời. Chỉ trách thay tạo hóa xoay vần, tự thần nghiệt ngã. Cuộc đời cha bao phần vất vả, từ thuở hàn vi phải chắt chiu từng bát gạo củ khoai. Cha đã cùng mẹ tần tảo sớm khuya, nuôi nấng chúng con khôn lớn nên người. Chúng con hằng mong ước cha mẹ được thọ trường cùng con cháu sum vầy đa thất, để phần nào bù đắp lại cái thời đói bát cơm ăn, thiếu manh áo mặc. Những con cháu ở xa chưa kịp về sum họp, chưa hưởng lạc đoàn viên, thì cha đã vội theo hầu tiên tổ. Những nén hương thơm lần lượt được dâng lên cung kính, gửi khói hương bay cho hồn người chứng giám tấm lòng gia tộc cháu con. Vâng, lời cha dạy chúng con xin ghi lòng tạc dạ. Sống làm người trước hết phải biết trồng cây đức, phải biết siêng chăm cho bền gốc tươi cành, phải giữ gìn nền nếp gia phong. Trên dưới thuận hòa, gia đình hạnh phúc. Lời cha dạy là lời di chúc, chúng con xin nguyện để trong tim, và sẽ sống cho linh hồn người thanh thản. Thưa cha mẹ, con xin gửi đến cha mẹ những lời nói từ trái tim mà con ấp ủ bấy lâu. Càng lớn lên, con càng hiểu rằng công ơn tình thương cha mẹ dành cho con sâu đậm bao nhiêu. Những tháng ngày gian nan cực khổ, mẹ cha nuôi con khôn lớn, con luôn ghi nhớ mãi suốt đời. Con vì con lạy mẹ cha, ơn cha nghĩa mẹ con đời được là bao.
đàn con khôn lớn nên người, ân tình sâu đậm mẹ cha thương con vớ vơ vô bờ, cần cha như núi cao vời, nghĩa mẹ như nước biển khơi dài. Con ốm đau mẹ thương con thức trắng đêm thâu, nay con về đây bao năm ngược xuôi, con ba thăm lại mẹ cha đêm ngày mong chờ tin ơn cha nghĩa mẹ con đời được là bao. Bây giờ con đã về đây nhưng mẹ cha nơi chinh suối chân mây, ơn sâu nghĩa nặng là đây con luôn ghi nhớ trong lòng, đảm con sâu trọn đời. Gần 100 năm suốt cuộc đời, mừng cha vẫn khỏe, vẫn tươi vui. Chỉ qua giờ phút cha lâm bệnh, cha đã mau chân hiến cuộc đời. Con tưởng cha chưa đến mệnh nào, đời người xem tựa giấc chiêm bao. Cha ơi, cha đã không còn nữa, để lại cháu con phút nghẹn ngào. Nhớ cha, nhớ lại những năm xưa,
nhớ tuổi thanh xuân mới độ nào. Cha dạy chúng con cùng con cháu, tưởng chừng năm tháng chẳng là ba. Nhớ lại trong cha bao kỷ niệm, còn đâu tâm sự nữa cha ơi. Vĩnh biệt chúng con có mấy lời, ngót trăm năm tình huyết thống, lòng đầy thương nhớ biết bao nhiêu. Đời cha từng trải gian lao, vì con cha đã vượt qua bao nhọc nhằn. Lời cha dạy con đinh ninh trong dạ, ơn nghĩa cha ví tựa núi sông. Làm tôn quý tử tươi hồng, cha ơi công dưỡng dục ví bằng biển cả. Ơn sinh thành ví tựa non cao. Những mong báo đáp công lao, giờ đây con biết nơi nào tìm cha. Đâu còn thấy vào ra bóng dáng của cha già trăm kính ngàn yêu. Nhớ cha sớm sớm chiều chiều. Cha ơi, chúng con nhớ cha trong buổi xuân say. Ơn cha đạo cả sinh thành, đêm ngày dạy dỗ đường ăn lối ở. Việc cửa việc nhà lại lo bề nghi thất nghi gia, cho sum họp chúc may bạch đoá. Chúng con nhớ chữ cương thường đạo cả, lòng những lo hiếu thảo đền ơn. Nết kiệm cần hằng giữ sớm hôm, may mới được ra đường cơ chỉ. Cha ơi, cảnh gia đình đang hòa hiếu chung vui đầy sân hòe quế, thì bỗng đâu một cơn gió cả chút bẻ nhành mai, làm hoa lìa cây rụng cánh rối bời, làn én lìa đàn kêu xuân vỏ võ. Chúng con những mong cha thêm trường thọ, dìu dắt chúng con khuyên nhủ nên người. Ai ngờ trăng lặn sao rời, cha vội về Tây Trúc. Xin được chia buồn cùng với gia đình tang quyến. Kính thưa quý ông bà cùng toàn thể quý vị đang hiện diện tại gia tang, kính thưa gia đình nhà hiếu, cụ Nguyễn Viết Chân đã ra đi về cõi vĩnh hằng. Thỉnh lại mời gia đình nhà hiếu tới đoàn kèn đồng quê hương miền Tiến Thắng. Giờ này đoàn đã thề tiệu đông đủ trước gia tang để cùng với ban tổ chức, với bà con anh em dân làng tổ chức lễ tri điệu và tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng cho được thêm phần trang trọng. Hỡi ơi, cụ đã ra đi, âm dương cách biệt chia ly xa vời. Quê hương ta mất cụ thật rồi, cụ về an nghỉ giữa đất trời quê hương. Cháu con nức nở tiếc thương, bà con làng xóm họ đương nhớ người. Cụ đi, đi quá xa vời, thăm miền Tây Trúc hay tới đất trời Bồng Lai. Sống cuộc đời đức độ thanh cao, với quê hương làng xóm xiết bao nghĩa tình. Cháu con ngay bày tỏ lòng mình, mời kèn đồng về đưa tiễn đáp đền ơn cao. Mở đầu đoàn xin có lời biến kèn chào, chúc cụ an nghỉ suối vàng thiên thu. Và giờ đây nhạc phẩm ơn nghĩa sinh thành, đoàn xin được viếng cụ bắt đầu. Thank you.
Kính thưa quý ông bà cùng toàn thể quý vị, thưa gia đình tăng quyến, kính thưa hương hồn cụ Nguyễn Viết Chân, trước giờ tiễn cụ ra đi về nơi an nghỉ vĩnh hằng, cùng với con cháu có mấy lời. Cha ơi, vậy là đã gần tới giờ tiễn cha đi, chúng con sắp phải chia ly cha rồi. Từ nay trong hết cả cuộc đời, ngày đêm sớm tối thiếu lời cha khuyên. Công cha như núi Thái Sơn, tình cha in đọng tim con suốt đời. Nghẹn ngào khó nói ngọt lời, mời kèn đồng cử nhạc thay lời tiễn cha. Giờ đoàn xin được hòa nhạc bài ca, tình cha con nhớ mãi, lời cha luôn trong đời. Nhạc phẩm tình cha, đoàn xin được bắt đầu. Bye.
vĩnh biệt cụ, tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Đồng chí Nguyễn Văn Trân sinh ngày 7 tháng 10 năm 1937. Đồng chí là một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hội viên Hội người cao tuổi, Hội cựu chiến binh Việt Nam, thuộc chi bộ 13 xã Yên Đồng, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định. Thời gian qua đồng chí đã lâm bệnh nặng, mặc dù đã được các con cháu trong gia đình, anh em nội ngoại, bà con xóm ngõ cùng tập thể thầy y bác sĩ tận tình chăm sóc cứu chữa, nhưng vì tuổi cao sức yếu nên đồng chí đã không qua khỏi và đã tạ thế vào hồi 8:05 ngày 23 tháng 4 năm 2020, tức ngày 1 tháng 4 năm Canh Tý. Hôm nay với nghĩa tình sâu nặng, các quý vị đại biểu cùng toàn thể anh em nội ngoại, thân bằng cố hữu gần xa và nhân dân trong xóm cùng làng, chúng ta về đây để long trọng tổ chức buổi lễ truy điệu, dâng hương hoa kính viếng ghi nhớ công ơn đồng chí, cùng nhau tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng, được tiêu sinh tịnh độ, yên giấc ngàn thu, vui cùng tiên tổ. Đại diện ban tổ chức lễ tang, tôi xin trân trọng tuyên bố chương trình buổi lễ kính viếng hương hồn đồng chí Nguyễn Văn Trân hôm nay được bắt đầu. Mở đầu chương trình buổi lễ, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trịnh Quang Thi, bí thư chi bộ 13, nên thông qua tiểu sử của đồng chí Nguyễn Văn Trân, xin trân trọng kính thưa đồng chí. Kính thưa hương hồn đồng chí Nguyễn Văn Trân, kính thưa các vị đại biểu quý khách cùng toàn thể nhân dân, kính thưa thân nhân, thân bằng cố hữu gần xa, thưa gia đình nhà hiếu. Đại diện ban chủ ủy chi bộ số 13, tôi xin được thông qua báo cáo tiểu sử tóm tắt của đồng chí Nguyễn Văn Trân. Đồng chí Nguyễn Văn Trân sinh ngày 7 tháng 10 năm 1937, sinh trú quán tại xóm 13, xã Y Đồng, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định.
là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hội viên Hội người cao tuổi, hội viên Hội cựu chiến binh chi hội 13 xã Y Đồng, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định. Không may trong thời gian vừa qua, đồng chí đã bị lâm bệnh nặng, mặc dù đã được các con, các cháu trong gia đình, anh em nội ngoại, cùng bà con xóm ngõ, cùng các tập thể thầy thuốc y bác sĩ tận tình chăm sóc cứu chữa, nhưng do tuổi cao sức yếu, cụ đã không qua khỏi. Từ trần vào hồi 8 giờ 5 phút ngày 23 tháng 4 năm 2020, tức là ngày 1 tháng 4 năm Canh Tý, đồng chí hưởng thọ 84 tuổi. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, được sinh ra lớn lên trong thời kỳ đất nước ta còn chịu nhiều ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dân phong kiến, được sống trong một gia đình nông dân yêu nước, thấu hiểu được sự cực khổ của người dân mất nước, lớn lên trong sự giáo dục của gia đình, đồng chí đã sớm giác ngộ tinh thần cách mạng, tích cực tham gia nhiều các phong trào thanh niên yêu nước, dân quân du kích tự vệ của địa phương. Và ngay từ những năm đầu 1965-1956, khi đồng chí mới 18 tuổi, đồng chí đã được bầu làm đội trưởng đội sản xuất nông nghiệp và là cán bộ thuế nông nghiệp. Đến tháng 2 năm 1961, nghe theo tiếng gọi của Đảng, thực hiện nhiệm vụ của người thanh niên khi đế quốc Mỹ xâm lược, đồng chí đã lên đường tham gia lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam và cùng với hàng ngàn thanh niên Việt Nam trực tiếp cầm súng ra mặt trận chiến đấu đánh đuổi bọn đế quốc ngoại xâm. Và cũng ngay trong lửa đạn của chiến trường, với tinh thần gan dạ kiên cường, ngày 15 tháng 10 năm 1963, đồng chí đã vinh dự được kết nạp trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến tháng 3 năm 1964, đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về địa phương, và tiếp tục được nhân dân tín nhiệm, Đảng phân công làm phó chủ nhiệm hợp tác xã. Đến tháng 5 năm 1965, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược ở miền Nam đang diễn ra gay go ác liệt, cùng với toàn đảng toàn dân quyết tâm đánh đuổi đế quốc, giành độc lập tự do cho dân tộc, đồng chí lại tiếp tục lên đường tham gia lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam và trực tiếp vào chiến trường chiến đấu tại miền Nam, cũng như tham gia vào đội quân tình nguyện sang giúp nước bạn Lào và Campuchia giải phóng dân tộc. Đến tháng 3 năm 1984, đồng chí được Đảng và Nhà nước cho về nghỉ hưu tại địa phương. Trong suốt hơn 20 năm thời gian tham gia lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam, đồng chí đã được phân công nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng, nhiều nhiệm vụ khó khăn nguy hiểm, nhưng đồng chí luôn nêu cao tinh thần cách mạng, đấu tranh kiên cường dũng cảm và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công. Mặc dù được Đảng và Nhà nước cho nghỉ tại gia đình, nhưng với tinh thần cách mạng phát huy trí tuệ tiên phong, đóng góp xây dựng quê hương được Đảng và nhân dân tín nhiệm, đồng chí lại tiếp tục tham gia làm đội trưởng sản xuất. Từ tháng 3 năm 1984 đến tháng 12 năm 1985, và từ năm 1986 đến năm 1993, đồng chí liên tục là chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Y Đồng và là trưởng ban liên lạc hưu trí. Từ năm 1993 đến năm 2002, làm cán bộ chi trả thương binh xã hội xã Y Đồng. Trong suốt đời thường với phong trào nông thôn mới xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, đồng chí luôn gương mẫu đi đầu đóng góp ủng hộ phát động phong trào quy tụ vận động nhân dân đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi cũng như các công trình bảo tồn văn hóa tâm linh của làng của xóm ngày càng khang trang sạch đẹp. Với nhân dân và xóm làng, đồng chí luôn luôn là một tấm gương tiêu biểu để mọi người học tập noi theo. Với gia đình, đồng chí là một người ông, người cha, người cụ mẫu hết lòng mẫu mực thương yêu con cháu, luôn giáo dục con cháu phát huy truyền thống cách mạng của gia đình để hoàn thành tốt mọi công tác được giao. Với những thành tích và công lao to lớn đóng góp cho sự nghiệp dân tộc, đồng chí Nguyễn Xuân Trân đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, huân chương kháng chiến hạng nhất và 3 huân chương chiến sĩ vẻ vang, 1 huân chương giải phóng dân tộc cùng nhiều bằng khen và giấy khen khác. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, xây dựng gia đình riêng, cụ sinh được 4 người con. Đến nay cụ đã trưởng thành và có gia đình riêng, có 15 người cháu dâu rể và 6 người chắt nội ngoại.
các cháu đều học giỏi chăm ngoan. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, 84 mùa xuân qua đi, hôm nay đồng chí ra đi về cùng tiên tổ. Đây là một mất mát vô cùng to lớn. Chi bộ đảng mất đi một người đồng chí kiên trung, nhân dân trong xóm trong làng mất đi người tiêu biểu của sự hiền hòa mẫu mực. Anh em con cháu trong gia đình mất đi một người cũ, người ông, người cha vô cùng kính yêu. Để chia buồn cùng thân nhân con cháu gia đình cụ, chuẩn bị vĩnh biệt về nơi ăn nghỉ cuối cùng, xin đề nghị quý vị đại biểu cùng nhân dân hãy đứng dậy chỉnh đốn trang phục dành phút bật điện bắt đầu. Điểm đã qua, ban tổ chức xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu, kính mời quý vị an toàn. Xin trân trọng kính mời các đồng chí và đảng viên về vị trí an toàn. Thay mặt ban tổ chức và gia đình xin chân thành cảm ơn ông, kính mời ông về bàn an toàn ngồi nước. Để tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức lễ tang xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu đại diện cho đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể, nhân dân làng Cốc Hương do ông Bùi Hồng Bằng làm trưởng đoàn lên dâng hương hoa cúng dưỡng ngọn cụ. Xin trân trọng kính mời đoàn. Ban tổ chức tang lễ và gia đình xin trân trọng giới thiệu và kính mời hội tín đồ Phật tử làng Cốc Hương vào dâng hương hoa cúng dường cùng một vụ. Xin trân trọng kính mời đoàn. Xin mời đoàn về bàn an toàn mời nước chia buồn cùng với gia đình. Để tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức lễ tang và gia đình xin trân trọng giới thiệu và kính mời chi hội cựu chiến binh số 13 vào dâng hương hoa kính viếng hương hồn cụ. Xin trân trọng kính mời đoàn. Phút mặc niệm bắt đầu. Để tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức tang lễ và gia đình xin trân trọng giới thiệu và kính mời hội hữu chí làng Cốc Hương do ông Bùi Văn An làm trưởng đoàn vào dâng hương kính viếng hương hồn cụ. Xin trân trọng kính mời đoàn. Thank you.
bắt đầu. Thôi phút mặc niệm đã qua, xin mời đoàn về bàn an toàn mời nước chia buồn cùng với gia đình. Để tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức tang lễ và gia đình xin trân trọng giới thiệu ban văn hóa tâm linh làng Cốc Gương do ông Bùi Văn Nguyện làm trưởng đoàn vào dâng hương hoa kính viếng thân hồn cụ. Thương tiếc người đã khuất, xin đoàn dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thôi phút mặc niệm đã qua, xin mời đoàn về bàn an toàn mời nước chia buồn cùng với gia đình. Để tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức tang lễ và gia đình xin trân trọng giới thiệu cán bộ và nhân dân khóm 13 do ông Trịnh Xuân Cảnh làm trưởng đoàn vào dâng hương hoa kính viếng hương hồn. Tiếp người đã khuất, xin đoàn dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thôi phút mặc niệm đã qua, xin mời đoàn về bàn an toàn mời nước chia buồn cùng với gia đình. Để tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức tang lễ và gia đình xin trân trọng giới thiệu hội trung niên số 13 do ông Trịnh Xuân Cảnh làm trưởng đoàn vào dâng hương hoa kính viếng thân hồn cụ. Xin đoàn dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thôi phút mặc niệm đã qua, xin mời đoàn đại bàn an toàn mừng nước chia buồn cùng với gia đình. Giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho gia đình có đôi lời cảm tạ, xin trân trọng mời. Xin thưa các vị đại biểu đại diện cho chính quyền, kính thưa các vị đại biểu đại diện cho ban tang lễ, kính thưa toàn thể các vị đại biểu nhân dân thôn xóm và các vị đại biểu trong ban tang lễ ngày hôm nay. Ông tôi năm nay thọ 84 tuổi. Qua thời gian đổ bệnh, gia đình con cháu hết lòng cứu chữa, nhưng ông tôi không qua khỏi. Ông tôi đã mất lúc 8 giờ ngày 23 tháng 4 năm 2020. Rất hân hạnh cho gia đình và sự nhiệt tình của các quý vị hôm nay đến đưa ông tôi ra êm mà ấm. Tôi thay mặt gia đình trước tiên cảm ơn các vị quý khách và rất là cảm tạ tới sự nhiệt tình của các vị. Nếu gia đình có gì sai sót thì mong các vị quý khách lượng thứ. Khi các vị ra về thì gia đình cũng gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả các vị và gia đình có ý mời các vị quay trở lại gia đình, mời nước chia buồn với gia đình. Thay mặt gia đình xin cảm ơn các quý vị.
tình cha muôn thuở không lời. Trong lặng lẽ âm thầm như chiếc lá, buồn hay vui cha cũng cam lòng để già. Khóc hay cười cha để cả trong tim, như đại dương lòng biển cả lặng im. Trong sâu thẳm tình cảm nhiều đến vậy, công dưỡng dục suốt một đời lận đận, nghĩa sinh thành lưu dấu cả trăm năm. Bên đời các con của cha một bóng âm thầm, như che chở bằng bóng râm mát tình. Tấm lòng cha một đời không liều hết, tuy có lúc giá băng nhưng sâu thẳm dạt dào. Cha cho các con mà không cần đáp trả, rồi mai kia trên đường đời muôn dặm, các con của cha mới hay sâu thẳm tấm lòng trăng. Ơn bao la dạ cùng đất mặn mà, tình cha đó ngàn năm vang vọng mãi.
đi đầu đoàn đưa tang là cờ đối chướng đang tung bay dọc cả trời xanh. Vòng hoa nối tiếp vòng hoa, tình sâu nghĩa nặng gần xa cùng về. Vòng hoa rực rỡ đồng quê, trải dài như sóng nhấp nhô dòng người. Sống vinh hạnh chết vẻ vang, người đi thanh thản suối vàng nâng niu. Bước chân con chậm chậm như níu lại thời gian, kéo dài buổi tiễn đưa ông về cõi hạ. Nước mắt tuôn trào theo mỗi bước chân. Trong đoàn người tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng hôm nay, có đông đủ bà con anh em, cô dì chú bác, dân làng, tình liên ta thông gia, bạn bè bằng hữu gần xa, và tình cảm thiêng liêng của tình đồng chí. Những người đã từng cùng chiến đấu, công tác và chung đội ngũ với ông, với con cháu của ông. Quý là tình cảm thiết tha, trọng là nghĩa cảm đậm đà thủy chung. Đoàn người đi nghiêng nghiêng, đoàn người cao vời vợi như đang đi lên trời, đưa người về cõi Phật. Đoàn đưa tang thật dài, người đông như vô tận. Linh cữu đi chậm chậm, mồ hôi hòa nước mắt, nghĩa ân tình lắng sâu. Ơi đồng nội quê hương, trải chín nắng mười sương, trong dải dầu mưa sớm. Bóng chờ che ấm áp lời khuyên, những thứ tha vô về. Mai đây dù đường đời sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dắt con đi vào đời. Tình cha cho con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây. Tình cha cho con như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thay sân muôn trùng, lai láng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cho con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây. Tình cha cho con như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thay sân muôn trùng, lai láng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vô về. Mai đây dù đường đời sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dắt con đi vào đời. Mai đây dù đường đời sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dắt con đi vào đời.
Khi đến gần huyệt, trong giây phút đau thương tràn đầy nước mắt này, con cháu muốn níu giữ cỗ quan tài từ từ đi xuống huyệt. Thiên thu vĩnh biệt là đây, ơn trời cao lồng lộng, ơn đất dày thẳm sâu. Sống nhờ đất, chết lại về với đất, bởi có tình người làm ăn chân thật. Ông cha ta đã dày công nuôi đất, đất tốt tươi, đất lại nuôi người. Người là hoa của đất, đất yêu người từng không phụ đất. Đất quê hương đã ôm trọn người con yêu quý vào lòng, đưa con về với giấc ngủ thiên thu. Suốt một đời vất vả, sống hết lòng vì nhân nghĩa yêu thương. Vì chúng con, cha thức trắng đêm trường. Vì nội ngoại, cha hy sinh tất cả. Cha ơi, sao cha đi vội vã, để lại lòng con bao nỗi đớn đau. Cha ơi, lòng chúng con đau như xé, đâu ngỡ rằng bạn dặm cách xa. Con những mong được phụng dưỡng tuổi già, bù cho cha những gian lao vất vả. Cha ơi, sao đi vội vã, hãy dừng chân và dìu dắt con thêm. Giờ thương đau cao ngất chín tầng mây, con cách biệt đâu nhìn thấy bóng cha nữa. Cha ơi, cha đi là nhường hết, chẳng hưởng gì phúc lộc điền viên. Đối với con, công đức chưa báo đền, con sẽ cố làm vui lòng cha mẹ. Cha ơi, tuổi của chúng con còn trẻ, sống dại khờ chưa hiểu hết nông sâu. Nếu khi xưa chót làm cha mẹ buồn rầu, ngàn lạy cha hãy dọc lòng lượng thứ. Đời cha sương gió nuôi lớn khôn con, một chiều mưa rơi ân cần cha nói.
bước đi cha cũng mỉm cười khi một mình con bước trong đời. Lời cha dạy dỗ con nguyện ghi suốt cuộc đời, dẫu qua ngàn năm vẫn không quên. Cha là muôn ánh sao trời soi dọi con suốt cuộc đời, từng bước chân con rồi con khôn lớn cha cũng ra đi, từng lời cha nói như còn đâu đây. Ba bộ đồ chị cho chúng tất cả, cho các con các cháu ở gần cũng như ở xa được mạnh bình an mạnh khỏe, gia đình làm ăn được phát đạt thịnh vượng và có hạnh phúc trăm lạy ngàn lạy, và sống khôn thác thiên. Chúng con luôn có ba ở trong tim chúng con trăm lạy ngàn lạy ba, ba yên nghỉ, ba ăn vui, ba nhé. Cha ơi con đã nên, phương xa cha có mỉm cười, ân tình cha con nhớ muôn đời. Cha ơi con đã nên người, phương xa cha có mỉm cười, ân tình cha con nhớ.